Quay lại ốp chạy không? Nghĩ quay lại ốp chạy phù. Bên kia mất số kích thước ấm, mất cả gỗ. Hơi non dành cho game thủ trẻ sinh năm 2K của Nghệ An. Và Hậu là người vừa đi sai. Có vẻ như bài của Minh Oan cũng không quá đẹp. Vâng, bài Minh Oan nên đợi muộn nhất cái bản đồ. Rẻ mà mát sướng là iTel 79, 90GB data chỉ với 79.000 đồng một tháng. Mạng di động đầu số 087. iTel, theo là thấp. Đây là Babylon. Bên kia là Min Room. Phương Tú là người cầm Min. Lê Thạc Hậu cầm Room. Hậu đang đánh khá tốt và chững chạc. Tôi khá bất ngờ về điều này. Tất nhiên là những trận vừa rồi thì Hậu được cầm Semper. Còn đây là màn hình máy Babylon của anh Huy. Cậu Hưởng cầm quân gì? Cậu Hưởng người cầm Pan. Đây rồi. Hy vọng Pan này nó sẽ đột biến, nó thay vì cái trận Pan trước. Trận Pan trước hơi lởm. Gọi là đen. Quả đầu xấu quá thành ra không ép được đời, kích sang đầu 11. Nhưng không rút cho con Min Oan có thể lên được Kuga hai áo và cân bản đồ. Trận này thì cứ Pan đánh chém, còn Babylon nhiều khả năng sẽ đánh cung. Ở bên kia là Roman và Min Oan. Min Oan đánh thẳng cung không? Và những bước giỏ đầu tiên dành cho người cầm Pan. Cẩn thận nha, tại vì là cái con Min Oan nó rất đột biến. Con Min Oan nó lên được cung A2 áo trong cái map này nó cân được đấy. Mình là Pan ở Babylon mà để cho con Min Oan nó ngon nghẻ lên cung A2 áo là mệt phết đấy. Nên bên này cần phải tận dụng cơ hội ở thời điểm đầu. Đánh nhanh thắng nhanh. Bên kia người ta có thêm một Rome. Con Rome là con khả năng bơm đồ tốt, ép đời chém sau đó bơm đồ. Có thêm đôi voi dành cho người cầm Pan. Chặn được 6 là thành công rồi à? Ok, hôm qua chặn 6 là thành công rồi. Qua là 21 đánh với Chip Boy. Anh em nào xem trên Facebook có vấn đề thì anh em chuyển sang xem trên kênh YouTube. Kênh YouTube các bạn search Việt Nam Game TV. Còn nếu mà xem ở trên YouTube có vấn đề, anh em chuyển sang Facebook xem ở trên fanpage Cơ Canh Cà. Hai nền tảng cho anh em, nghĩa là mạng của anh em phù hợp với nền tảng nào thì anh em chơi. Nhiều sự lựa chọn, như vậy là có rất nhiều voi, 4 voi à? 4 voi cho bài Pan này. Khỏe đấy. Bài này có thể là không quá sớm nhưng khỏe đấy. Ép đầu nè. Giấu ép đầu lên 12 giờ. Ô cái gì đấy Hưởng ơi? Đây có thể gọi là một bài Pan mắt đấy. Pan này là gọi là Pan đẹp. Chết mất một dân rồi. Và voi cũng không phải là về quá sớm. Voi mà về sớm nữa thì đẹp. Voi hơi xa nhưng mà thôi, bài này lên đánh đầu 10 nhưng mà được đánh giá là khỏe. Còn cả quả phụ, còn cả hưu 7. Tiếp tục là Hưởng câu voi trước dân thôi. Con nông dân câu con voi thứ hai về, bị mất cái nhịp đấy, làm ảnh hưởng tới cả ép đời. Thay vì đánh 19 dân thì Hưởng đang chơi bài là 19-1, không cộng thêm một dân nữa đâu. Cộng thêm một dân nữa thì bao giờ mới kích được đời. Bài ok like. Qua Chip Boy thắng 96 bác ơi. Chính xác là 2K1 thua 69. Bài bình thường. Chết một dân nó thành bài bình thường mất rồi. Không quá đột biến. Ba không đột biến thì cơ hội cho King Bắc là còn nguyên. Roman ngon một tí. Mi nó hạn ngon hòm hòm một tí. Vâng, bây giờ là cổ vũ anh em phủi. Bản chất thì FBS có thắng hay thua thì họ vẫn đầu bảng. Nhưng mà cái câu chuyện mà King Bắc mà có thể thắng được FBS và vượt qua Thái Nguyên, đẩy Thái Nguyên rời dài thì đúng là rất nhiều người không dám nghĩ tới trước khi trận thi đấu này diễn ra. Chứ đừng nói chuyện là vâng, chờ đến kết thúc. Tất cả 4 người dò 17%. Xem bài Babylon của anh Huy nào.
Đây là Babylon, 26 dân, tỷ lệ đánh cung rất cao rồi. Đóng thêm chiếc BS nữa, đánh cung và giật về cái hốc góc 3 giờ. Tự tạo cho mình một cái hốc góc 3 giờ, lùi nhà, bỏ nhà chính đi. Quay trở lại với Pan. Kích đời là 10-05 với 18 dân. Bài cuối 9 đầu 10 đấy. Không chết dân thì nó mắc hơn nhiều lắm. Thì là 9 chặt luôn. Chết dân thành ra cái con voi thứ hai về hơi muộn. Thịt lên hơi chậm một tí. Và còn nguyên bầy nhiều bầy. Công giáp đầy đủ. Chém khéo thì vẫn cứ là ok rồi nhá. Hưởng đánh 2 lần. Quan trọng là chém khéo. Chém đỏ, chém khéo. Không giỏi, chưa gặp gì này. Giò này chuẩn là giò phải gặp bãi ăn hoang của một trong hai nhà bên kia. Hai lạc đà phi ra phát, thế là thôi làm đôi bé. Quan trọng phải làm đôi bé nhá. Đây rồi, đây là người cầm min và đánh gì? Min đánh gì? Min đánh thẳng cung. Như vậy là Roman chọc chéo, Min đánh thẳng cung. Roman lại chơi vào nhà của Babylon chứ không đánh vào nhà Babylon. Babylon giật hốc. Không biết là Min này có khung được nhà không. Nhìn thấy rất rộng dành cho Min Oan của Phương Tú. Hưởng băm đưa nhà Roman không? Hưởng băm nhà Roman không đưa về, thế là một Babylon cộng với một con Pan chơi con Min Oan cũng được. Băm luôn người cầm Rome đi. Lê Tạc Hậu đánh như người lớn nữa nhỉ. Ok ok, Lê Tạc Hậu một tình huống say ê rồi mà lại không để ý kìa. Trời ơi, bốn cái ruộng ấm. Đúng là một game thủ trẻ. E say rồi. Tự nhiên là để mất bốn cái ruộng một cách lãng xẹt. Thế là yếu luôn. Vâng, có phủ công lên dành cho người cầm Roman. Một tình huống vừa rồi là tình huống để mất vâng, bốn con nông dân ruộng tôi đánh giá là hơi từ vãi chảy. Có phủ nhưng không có tình huống bảy e. Và không phủ được con lạc đà này. Hưởng vẫn đang quá là ok. Vâng, tiếp tục ốp chạy phù. Roman này không quá khỏe. Quay lại ốp chạy không? Nghĩ quay lại ốp chạy phù. Vâng, bên kia mất bốn cái ruộng ấm, mất cả gỗ. Hơi non dành cho game thủ trẻ sinh năm 2K của Nghệ An. Và Hậu là người vừa đi sai. Có vẻ như bài của Min Oan cũng không quá đẹp. Vâng, bài Min Oan lên đời muộn nhất cái bản đồ. Tỷ số là 2-2. Trận Hưởng làm nhẹ nhàng, Huy không phải làm gì cả. Vâng, bên kia là bài Min Oan cũng theo kiểu đẹp trai. Nhưng mà con Roman phải tạo ra một cái ấn tượng gì đấy cơ thì mới được. Roman bỏ qua thời cơ rồi. Roman là phải thủ dẻo tơn đầu, sau đó là phải phù đỏ, cầm chân được Pan, quấy nhà Babylon, dành khoảng trống cho người cầm min thì mới được. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ 5 ngay sau đây.